73 chiếc. Đem tiền 7 mèo luôn nha. 37.622 hoa đăng gián và tỏa phá bông không. 1942 tôi 1929 nè. Nè ủa? Nè ơi. Ai hớt. Tôi đỡ nhà rồi mới có 10 cục lại. Hơn 10 triệu vô game thôi. Nói chứ là 1 tỷ. Vì giờ này anh đã thích em rồi đây. Biết nhau mong rồi đây. Ngày hôm nay mình và Mel cơ trưởng sẽ đỏ xem thử ai giàu hơn nha các bạn ơi. Thì theo như các bạn biết á, tụi mình đã chơi được 2 hoặc tới 3 năm rồi các bạn à. Số đồ mà tụi mình tích trữ được nó sẽ là bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định làm một cái content này để mình đỏ cùng với Mel nha các bạn. Em có tự tin thắng không Mel? Tự tin 100% luôn. Ok dạ. Nếu các bạn nghĩ mình chiến thắng á, cho tôi phím like nha. Nếu các bạn nghĩ là Mel thắng á thì nhắn đăng ký nha. 1. Kim cương, tiền sao, thỏi vàng và mầm xanh. Nè nha, hiện tại anh đang có là 7 thỏi vàng, 66.700 tiền sao, 401 kim cương và 61.222.000 mầm luôn. Còn em thì bao nhiêu? Rồi dạ, em là 814 kim cương, 54.809 tiền sao, 12 thỏi vàng, 2.820 mầm non. Ok, ở cái đầu tiên các bạn à, thì mình hơn Mel về gọi là tiền sao và mầm xanh các bạn à. Còn Mel hơn mình về thỏi vàng và kim cương ha. Coi như là lần đầu tiên tụi mình què ha. Thỏi vàng với kim cương là hơn cái mầm non với tiền sao mà. Ê, cái mầm non em phải tái chế đồ mà em tái chế biết bao nhiêu nha. Em có 2.000, anh tận 61.000 nữa nha, là nhiều lắm á. Bây giờ Mel vô tái chế luôn. Ở vậy không chịu rồi. Hai, đó chính là về phương tiện. Thì bây giờ anh sẽ sâu phương tiện anh trước nè, để xem anh có bao nhiêu cái xe ha. Giờ là hàng ngang là 6 chiếc nè, hàng dọc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 78 trừ 1 chiếc nha các bạn ơi, là hiện tại tôi đang có 77 chiếc xe nha. Và chiếc VIP nhất của tôi đó chính là cái chiếc xe mèo máy tay vuông các bạn à. Đây nè, đó. Còn em sao? Rồi dạ. Em móc đi. Nè bây giờ tới em nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phòng bằng 72, 73 chiếc. Ờ, dạ. 73 chiếc. Ê, vậy là thua anh 3-4 chiếc rồi đó nha. Đâu vậy, xe VIP nhất em xếp gì, lấy cho anh xem đi. Chào em. Ê, cái xe này là VIP nhất của em á hả? Đúng, chiếc này là muốn có cũng không được đó nha. Có cái mùa này rồi là không mua được nữa đâu đó. Thôi chịu các bạn ơi, lấy chiếc này VIP nhất thì tôi cũng bó tay rồi. Ba, đó chính là cần câu nha. Đó, anh là hồi xưa anh là cần thủ Mel, một ngày em câu mười mấy tiếng đó cho em biết đó nha. Thôi dạ. Nè bây giờ đến đếm cho em xem là 6 đúng không? 3, 4, 5, 6. Thôi vậy bây giờ, giờ với cần câu là mình tính chung nha, tại vì nói chung cái mảng công cụ luôn rồi. Ok. Rồi bây giờ 6 nhân 9 là 54 đúng không? Rồi vậy anh chọn 54 cái luôn. Và cái cần câu VIP nhất của anh hiện tại anh đang có, đó chính là cần câu phép thuật. Đó, ghê không? Thôi dạ, nạp tiền chơi mày nạp. Ờ còn em sao, em bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 55, 56 cái. Đâu đâu vậy, cái cần VIP nhất của em đâu? Cần VIP nhất của Mèo em tiền 7 mèo luôn nha. Ủa ê, tính ra cái cần búa này bằng cái cần, bằng tiền cái cần mua của anh đúng không ạ? Mà là bao nhiêu? Cái của anh hồi xưa anh mua 200 mấy á, 250 hay sao á? Có em 300 mấy mà. Dạ. Vậy là mình thua cả về số lượng và mình thua cả chất lượng các bạn à. Không chịu thôi. Thứ tư đó chính là đồ chơi nha. Đó thì không biết em sở hữu bao nhiêu cái đồ chơi, nhưng mà riêng về đồ chơi rất là nhiều món luôn đó Mèo. Đồ chơi hả? Đồ chơi là cái gì? Ví dụ như là cái pháo hay là súng gì đó. Rồi mấy cái món lặp lại có tính không? Thì cũng tính hết luôn. Bây giờ anh đếm anh cái nha. Rồi 6 nè. Rồi 3, 4, 5, 6 426 cộng thêm 2 món là 428. Cái món VIP nhất của anh hiện tại đó chính là gọi là cái pháp trượng pha sen này em ơi. Ủa anh mua hết cái cửa hàng người ta luôn hả? Hơn phân nửa em trọng là pháo bông á em. Thôi anh gian quá à. 1, 2, 3, 4, 5, 6 37 à. 37 gì thua rồi bà ơi. 37.622 thôi anh ăn gian rồi tội phá bông không. 5, đó chính là thú cưng. Anh không biết hồi xưa em có nuôi bét nhiều hay không, chứ nó thiệt hồi xưa là anh là nông chạy bét em. Không ấy là cái ngày tôi thua được không, tại vì em cho nó ra đảo hết trơn. Ê, tính là anh cũng cho ra đảo hết rồi, tại vì nhiều quá. Thôi bây giờ mình có nhiêu mình chơi nhiêu đi. Ok, thích thì chi. Bây giờ để anh trước ha, anh còn mấy quả trứng này chưa đẻ nữa nè. 6, 3, 3, 3 nhân 6 là nhiêu Mèo? 18 vậy. Anh đúng 20 con luôn. Là Mèo heo nè, con này là tỷ lệ hiếm nhất luôn nè. Rồi bây giờ tới Mèo nha. Của Mèo 10 con. Ủa chịu rồi, sao còn 10 con vậy? Con biết nhớ. Trời ơi. Con này bé đi có không? Trời ơi, con này con gọi này là nó là tỷ lệ hiếm nhất luôn á nha. Em ơi, cái của anh nó còn hiếm hơn em, tỷ lệ của anh như là 0.001% đó. Vậy của anh cởi được không anh? Thì thôi mình có tiền mình nạp cởi gì, mình giờ mình chịu thôi chứ sao. Thôi mày có tiền cũng không cởi được, mày đặt xạo hả?
sao? Đó chính là cá. Anh nghĩ là từ lúc ai mà chơi game tới giờ chắc chắn ai cũng phải câu cá luôn. Cho nên anh nghĩ về cái phần này là anh là rất là nhiều luôn đó mèo. Ủa bộ anh không bán cá hả? Quên, hình như là tôi mới bán mớ các bạn ơi. Thôi thì thôi bây giờ là thôi, nếu mà cá là mình bán mình lấy tiền đúng không, thì nó nằm trong phần tiền sau rồi. Thôi cho nên bây giờ là thôi mình cứ so đi, mình xem có bao nhiêu con nha. Cái này mèo trước. Rồi cho mèo trước luôn. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là 192, 195 con. Đâu rồi, con VIP nhất của em này cho anh xem đi. Chào em nha. Em ơi, nó bể cái phòng này luôn rồi nè, bự quá. Anh có à. Thôi chịu rồi nè, đợi bây giờ tới lượt anh đếm đi, anh móc cho em con này mới ghê nè. Ghê. 222 cộng thêm 3 con nữa 225. Vậy là anh hơn em rồi đó. Tại em mới bán cá thôi, đừng có ăn gian. Nè nè, bán nhưng mà bán bây giờ anh móc cái con xỉn nhất của anh đây, em hoảng luôn nè. Thôi đi, nhờ nè, có cái vụ nè nè nè. Người ta cũng có con này nha. 1942 tôi 1929 nè. Nè nè, ai hơn. Bảy đó chính là côn trùng. 6 là 36 con đúng không mèo ơi? Dạ, cái con VIP nhất của anh là con này nè. Ủa tắc kè cái miệng nè. 1, 2, 3, 4. Ủa 6 x 4 20 mấy? 24 em. 6 x 4 24 là 23 con à. Sao cái gì cũng thua vậy? Đâu? Nhưng mà cái này là so về độ giàu có. Còn cái này là mình không biết, không giàu. Không biết vậy, nhưng mà con em là sao hiếm bằng anh được. Con của em hiếm hơn. Nè anh móc cái con y chang em mà anh còn lớn hơn Santi của em nè. Vậy anh có con này không? Con nào? Con cốc lửa. Ê, cái con nó cũng bắt mình cũng khoe chạy. Tám, đó chính là khoáng sản đá quý. Chị không biết em có đi đào đá nhiều không ta? Không bé ơi. Không bé ơi, chị em thua chắc rồi đó. Rồi, nhưng mà anh là chỉ có mấy cục hiếm. Đâu, thế bây giờ nếu mà mèo không đào nhiều coi như là mèo thua rồi các bạn à. Để mèo trước nè. Rồi giờ đếm đi. Hu, mèo có 4 cục này à. 4 cục hả? Đâu anh xem anh bao nhiêu cục nha. À, ủa anh có 3 cái cục đỏ với 1 cục xanh với 4 cục trắng. Trắng là cục gì, cục bạc á hả? Kim cương trắng á. Mèo để nhà rồi mèo có 10 cục lận. Ôi 10 cục kim cương trắng luôn hả? Đúng. Rồi kim cương xanh em có bao nhiêu cục? 2 cục. Vậy. Dính, đó chính là trang phục. Anh nghĩ cái này chắc mèo thích lắm đúng không? Nhưng mà trang phục anh cũng nhiều. Hiện tại thì không biết như nào không, nhưng mà cho mèo đếm trước thôi, tôi nghĩ mèo nhiều lắm các bạn, là tôi chơi không lại đâu. Trang phục là đếm như thế nào vậy? Tổng cộng luôn á, tất cả nón mũ giày hết luôn á. 1178. Trời ơi, là tổng cộng luôn hả? Đúng. Chưa có tóc, chưa có khuôn mặt nha. Không chịu rồi, cái gì mà ghê dữ vậy trời. Thôi em nghĩ anh đừng lên tiếng nữa. Thôi thì lỡ rồi các bạn nha, mình cũng đếm cho nó vui nha các bạn. Chứ chưa biết trước kết quả rồi. Ở đây các bạn ơi, thì hiện tại là rất là nhiều các bạn nha. Nhưng mình chắc chắn đâu đó là mình dưới 500 bộ các bạn à. Cũng như là mình thua trắng rồi các bạn ơi. Thôi cái này mình bó tay các bạn à. 10 đó chính là bản tên nha. Không biết cái đợt bản tên này em có làm được nhiều bản tên không? Không, em không làm nhiều. Ủa, cho bây giờ vậy đếm đi, bây giờ anh thôi đếm trước luôn nha. Cái game gì bây giờ anh 64 cái nè, em có cái nào không? 34 cái. Thôi thua. Ok, mày thắng nha các bạn ơi. Mèo đúng chắc là không biết làm cái này nhiều các bạn à. Do là mèo không chơi game nhiều. 11 đó chính là nhà nha. Trời, về cái phần anh tự tin anh thắng em luôn á. Tại vì hình như là anh đang sở hữu tất cả các ngôi nhà luôn rồi đó. Thôi tôi đâu chơi với người giàu đâu. Thôi giờ đếm cho phục nha. Bây giờ anh muốn không mèo đi mua hết luôn nè. Không ai anh đếm cái nè. Giờ 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè. 10 ok là 12 nè đó. Rồi vậy. Mới mua thêm căn cho nó đủ. Gian. Ủa thì bây giờ có tiền là mua 12 nè. Bây giờ mèo mua hết luôn. Thì hiện tại là anh có 13 căn nè. Anh mới mua nó hả? Mua thêm căn nữa. Căn gian vậy? Ủa thì cỡ nào chả mua đúng không? Thì bây giờ 13 căn hết tiền rồi. 13 thôi mua nốt căn này luôn, không 14 căn luôn. Có ăn gian ở đây nha. Đó. Rồi anh cũng mua hết luôn nè. Rồi. Bây giờ anh thiếu mỗi căn nhà mà 455 thỏi vàng thôi đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Anh có 13 căn hả? Không, 14 căn. Cái gì mà 14? Thì tổng cộng là 15 căn bông. Thì anh chỉ còn ngôi nhà duy nhất thỏi vàng anh chưa mua thôi, là anh có 14 đấy. Thôi mẹ không mua đâu. Ê, vậy chứ chỉ mua mà chỉ không đủ tiền mua cái cuối các bạn à. Vậy chứ 13 cái thì thua luôn, anh chịu rồi. Dạ anh tin em nạp vô mua cái cuối không? Không tin á. Em nạp bằng tiền anh á, anh tin không? Anh tin rồi em. 12 đó chính là nội thất nhà. Thì không biết trong nhà em trang trí nhiều hay không, chứ anh thật sự nha, anh chưa trang trí nhiều, nhưng mà trong kho của anh hơi bị nhiều đó. Là bao nhiêu? Đó bây giờ giảm bao nhiêu nè anh? Ok, 447 nha mọi người. Nội thất mình nghĩ là khá là nhiều đấy. Còn em sao bây giờ tới lượt em đếm đó.
347. 847 món hả? Đúng. Với lại những cái món mà đang trang trí là 452 nữa. Tại vì hồi đó giờ Mèo chưa bao giờ đi co hết. Thôi chịu các bạn cái đó, các bạn thấy nhà Mèo không? Mặc dù nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó, ít đồ nha, nhưng mà đồ rất là nhiều nha mọi người. Rồi câu hỏi cuối cùng của chúng ta, anh nghĩ là tất cả các mọi người đang xem vô là rất là quan tâm và quan tâm nhất luôn. Em biết cái đó là gì không? Là gì hả? Thì tổng số tiền mà mình đã nạp vô game từ lúc mình chơi game tới bây giờ là bao nhiêu? Sao mà biết được? Anh nghĩ bây giờ anh ước tính luôn nha. Tại vì tôi thiệt mọi người á, cách đây gọi là về một năm về trước thôi là tôi mới bắt đầu nạp tên tím mà mọi người. Thì tới bây giờ luôn tôi chỉ mua cái tên tím cũng như là mấy cái gói miệt kim cương mọi người, nhận một ngày là 25 kim cương nè. Thì bây giờ tôi tính tới giờ nha là khoảng đâu đó là cỡ hơn 10 triệu vô game mọi người. Tổng cộng là gần 3 năm chơi game tôi nạp hơn 10 triệu vô game thôi. Là cái đó tôi ước tính luôn nha, rõ ràng luôn nha các bạn. Tại vì trước giờ tôi không bao giờ nạp tiền vô game hết, tôi cạnh chay mà. Còn Mèo thì sao Mèo? Mèo chắc hơn 30 triệu rồi. Chắc không? Gì đó, chắc. Chắc chưa, anh nghĩ là gói nào ra em cũng mua, VIP nào em cũng mua, xe nào thuyền nào em cũng mua đó em. Thì đó, hơn 30 triệu. Chắc không, 3 năm chơi game đó nha. Nói chứ là 1 tỷ. Trời ơi, nói chịu rồi các bạn. Nếu các bạn thích những cái series như vậy, đừng quên để lại một like, một đăng ký ủng hộ tụi mình ha. Cũng như hãy comment những thử thách mà các bạn muốn làm trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc mình phải dắt Mèo đi ăn hai đi lao nha các bạn. Đi thôi. Ăn ngon. Ăn ngon. Vì giờ này anh đã thích em rồi đây, biết nhau mong rồi đây, chẳng chẳng yêu là